Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập 403 trạm y tế lưu động hỗ trợ F0. Sau một tuần triển khai, thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập đủ số lượng trạm y tế lưu động theo dõi sức khỏe, hỗ trợ cho các F0 tại nhà. Thiết lập trạm y tế lưu động là hoạt động mới triển khai trong công tác chăm sóc, điều trị F0 tại thành phố Hồ Chí Minh ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trạm y tế lưu động sẽ quản lý, điều trị người mắc COVID-19 dựa vào cộng đồng và gia đình. Theo đại diện tổ công tác Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 25 tháng 8 thành phố này đã hoàn thành kế hoạch thiết lập 403 trạm y tế lưu động. Thời gian sắp tới, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 1.000 trạm. Các trạm y tế lưu động này kết hợp chặt chẽ với đội phản ứng nhanh của xã, phường để chăm sóc, theo dõi sức khỏe F0 khi điều trị tại nhà. Đơn vị này cũng tham gia xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người dân. Mỗi phường thành lập từ 2 đến 3 trạm y tế lưu động, tùy số lượng F0 trên địa bàn. Bất kể ngày đêm, khi kết quả xét nghiệm phát hiện các F0, các trạm y tế lưu động nắm bắt để hướng dẫn chăm sóc tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân. Việc thiết lập các trạm lưu động sẽ giúp giảm tải cho bệnh viện điều trị COVID-19. Để chăm sóc F0 tại nhà, trạm y tế lưu động được trang bị đầy đủ tối thiểu hai bình oxy, cố định và di động, máy thở, máy đo SPO2, dụng cụ cấp cứu cơ bản, dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, test xét nghiệm nhanh và các dụng cụ khám chữa bệnh cơ bản khác. Nhân lực ở trạm y tế lưu động có bác sĩ, y tá hoặc điều dưỡng và các tình nguyện viên đặc biệt các trạm y tế lưu động còn cấp thuốc cho những trường hợp mắc bệnh mạng tính và cung cấp các dịch vụ y tế khác thuận lợi cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội đội ngũ này cũng được trang bị thuốc với những loại cơ bản như hạ sốt kháng đông kháng viêm kháng virus các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé